phía Ngụy Đại Huân nói gì trước tin bị Tần Lam từ chối lời cầu hôn. Sinet hiện đang lan truyền chóng mặt trên Weibo bài viết của một trang tin Hồng Kông cho biết nhân dịp sinh nhật lần thứ 34, Ngụy Đại Huân đã ngỏ lời cầu hôn Tần Lam, nhưng anh bị từ chối. Từ đây cả hai đang rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Cụ thể bài viết cho biết phía Ngụy Đại Huân muốn sớm kết hôn nên đã lên kế hoạch cầu hôn Tần Lam, nhưng không ngờ phú sát hoàng hậu lại từ chối ngay tại chỗ. Nguyên nhân được cho là Tần Lam thấy cả hai chưa đồng nhất về quan điểm hôn nhân. Lời từ chối này khiến tình cảm của hai người đang rơi vào ngõ cục, đứng trước nguy cơ chia tay. Tình đồn này khiến bố mẹ của Ngụy Đại Huân vô cớ bị kéo vào chỉ trích vì thúc ép con gái. Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy. Vào chiều ngày 4 tháng 5, phía Ngụy Đại Huân đã lên tiếng đáp trả tin đồn này. Cả tài khoản Weibo cá nhân của anh và phòng làm việc đều đang thông báo. Bởi vì cái gọi là truyền thông đưa tin mà có nhiều bình phẩm tiêu cực, bôi nhỏ nhắm đến bố mẹ, gia đình tôi. Mong lượng thứ cho, trân trọng. Ngay sau đó, phía phòng làm việc của Ngụy Đại Huân cũng đưa ra tuyên bố. Cuộc sống riêng tư gần đây của Ngụy Đại Huân đang nhận được nhiều sự quan tâm từ hàng loạt các bài viết sai sự thật. Dù anh ấy không lên tiếng và chỉ cười trừ cho qua, nhưng Ngụy Đại Huân đã lên tiếng kêu gọi mọi người ngừng hành động tổn hại đến người vô tội. Trước đó, hashtag truyền thông Hồng Kông tiết lộ lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân bị Tần Lam từ chối đã chiếm hạng một bản hot search một giải trí trên Weibo nhiều giờ liền. Song hiện nó đã bị truất ngôi bởi hashtag Ngụy Đại Huân đưa ra phản hồi. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy bày tỏ quan điểm đã biết được biết nhé.